riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thưa ông, chúng con cũng được biết giáo xứ Đông Châu là một giáo xứ có truyền thống đạo đức rất tốt, và công trình ngôi thánh đường mới cũng là mong ước và là niềm khát khao của toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Ông có thể cho chúng con biết được cái tinh thần của giáo xứ để chuẩn bị cho công việc đổ móng và công việc tương lai lâu dài, đó là công trình của giáo xứ. Xin ông cho chúng con biết. Qua cái sự của bác thì giáo xứ chúng tôi thì từ cha xứ đến giáo giáo dân, tức là giáo xứ thì là giáo xứ Thuần Lông, tức là nói chung về kinh tế thì tức là nó cũng khó khăn, nhưng về cái sự đoàn kết của thứ nhất là cha xứ, xong đến cộng đoàn giáo xứ, chúng tôi quyết tâm là xây dựng ngôi thánh đường. Thì tới nay thì công việc thì đã tiến hành được đôi tháng rồi, thì tiến hành thì tiếp tục cái bước tiếp của ngày mai là đổ móng. Thì trong cái lúc này thì về cái dịch dã của thời Covid nó cũng rất là khó khăn, thế nên mà mong rằng tất cả mọi sứ là đoàn kết của tất cả, thứ nhất là cha xứ xong với giáo dân, để phấn đấu trong cái công việc ngày mai cho được tốt đẹp. Kính thưa ông, theo như chúng con được biết, dự án và công trình ngôi thánh đường mới của giáo xứ là công trình đã được ấp ủ từ lâu, và chúng con cũng biết rằng khi mà giáo xứ đã có cái dự án này thì giáo xứ đã có những cái phương án và những dự định để cho công trình được diễn ra một cách tốt đẹp. Vì vậy ông có thể cho chúng con được biết là từ khi công trình bắt đầu có dự án làm thì giáo xứ đã có những cái công tác chuẩn bị như thế nào để cho công việc được diễn ra một cách tốt đẹp hay không? Trong công trình thì giáo xứ chúng tôi thì đã chuẩn bị, tức là thứ nhất về cái đoàn kết đã xong, chuẩn bị của cái chương trình từ cọc đã đổ xong, mà đến ngày mà mai múc móng mà tất cả mọi sự thì là mong rằng tất cả ngày mai chúng tôi đã chuẩn bị về tất cả sức của giáo dân trong giáo xứ này, đấy, cộng đoàn hợp tác cùng lao động ngày mai, xong nữa chúng tôi kết hợp là xin giáo xứ anh ở bên cạnh, tức là giáo xứ Quỳnh Nang, giáo xứ Tân Mỹ và họ giáo Ngũ để cùng chung tay giúp sức giáo xứ chúng tôi. Thì qua những cái lúc lao động này thì cũng mong tất cả là cộng đoàn cầu nguyện cho giáo xứ, tức là trong ngày mai được tất cả mọi thứ được bình an, mọi sự được lành mạnh trong cái đổ của ngày mai cho nó được tốt đẹp.
Trong công việc của công trình giáo xứ thì với tư cách là người cộng tác với cha xứ trong vai trò là chủ tịch hội đồng mục vụ của giáo xứ, ông có thể qua phương tiện truyền thông hôm nay cũng có nhắn nhủ một đôi lời đối với con em xa quê, rồi đối với những ân thân nhân, rồi tất cả quý đấng bậc để cộng tác với công trình nhà Chúa của giáo xứ Đông Châu. Xin ông có thể. Thì qua cái trong cái thời gian làm thì cũng như đến bây giờ thì tất cả cũng là mong muốn tất cả anh em đi xa, nhất là kiều bào ở nước ngoài, sau như anh em đi làm xa từ miền Nam hoặc như các tỉnh khác, thì mong rằng thứ nhất là cái lời cầu nguyện, sau nữa là thôi chung tay giúp sức, dù rằng giúp của rút công, tức là cùng cộng tác với cha xứ, với cũng giáo xứ chúng tôi để có công trình, tức là được tốt đẹp, thì mong rằng tất cả các ân nhân gọi là nâng đỡ giáo xứ. Kính thưa ông, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ trong vai trò là đối ngoại, ông có thể cho chúng con biết được tinh thần cũng như những cái công tác chuẩn bị của giáo xứ, và đối với cá nhân ông cũng là một người cộng tác với giáo xứ và cũng là một giáo dân của trong giáo xứ, ông có thể cho chúng con biết được tinh thần của ông lúc này như thế nào? Vâng, kính thưa toàn thể cộng đồng dân Chúa xa gần hai miền Nam Bắc và cũng như là trong xứ và ngoài xứ. Giáo xứ chúng tôi được xây dựng từ năm 1938, trải qua 5 tháng thì giáo nhà thờ chúng tôi rất xuống cấp rất nhiều. Thế thì qua cái sự quan tâm của Đức Cha Giáo Phận cũng như là cha xứ, thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã được đáp ứng về cái sự mong mỏi lâu đời là chúng tôi được kiến thiết ngôi thánh đường lại. Đây là một cái công việc vô cùng quan trọng đối với toàn bộ giáo xứ chúng tôi. Với tư cách là một phó chủ tịch hội đồng giáo xứ, chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng, song cũng chẳng tránh được cái sự lo âu, cũng xin được kính mong tất cả cộng đồng dân Chúa xa gần cầu nguyện và chung tay giúp đỡ, và hy vọng một ngày gần đây chúng tôi cũng sẽ được hoàn thành ngôi thánh đường mới. Cũng xin được gửi lời cảm ơn trước với tất cả cộng đồng giáo xứ xa gần cùng tất cả trong xứ cũng như ngoài xứ. Xin cảm ơn. Thì về cái công việc quan trọng nhất là cái bước điều đầu tiên của ngày mai là đổ bê tông vào cái phần móng. Thì chúng tôi cũng đã xếp sắp được vấn đề toàn bộ nhân lực trong giáo xứ. Và cũng xin giáo xứ anh em là giáo xứ Quỳnh Lang, giáo xứ Tân Mỹ và họ ngũ toàn bộ nhân lực là vào khoảng 150 người của ba giáo xứ, ba giáo họ. Thế còn lại là toàn bộ nhân lực của giáo xứ chúng tôi vào khoảng cỡ 200 người. Thế cho nên quyết tâm ngày mai trong một ngày là chúng tôi hoàn thành được khoảng cỡ 350 khối bê tông để xuống móng. Kính thưa ông, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Nội vụ của giáo xứ, là người trực tiếp làm những công việc trong giáo xứ một cách gần gũi nhất đối với cha xứ và đối với cộng đoàn, xin ông có thể cho chúng con biết được tinh thần và cái sự chuẩn bị công việc cho công việc đổ móng bê tông của Tân Thánh Đường ngày mai như thế nào không? Xin ông cho chúng con biết. Trong cái chương trình, cái sự đoàn kết của giáo xứ từ em nhỏ cho đến tất cả các cụ già là rất có cái tinh thần đoàn kết và hướng về cùng với cha xứ hướng về cái công trình của ngôi thánh đường đấy, thì mọi người cũng rất là hào hứng, dù rằng chỉ là một ni một nai rất nhỏ nhẹ, nhưng mà rất nhất là chung tay góp sức. Thì cũng xin báo cáo với tất cả mọi người và anh em, mọi người xa quê cũng đều có về cái hào hứng và lô lức cái công trình thế kỷ này. Cùng với ngày mai thì giáo xứ anh em đấy, và mọi người đều hướng về ngôi thánh đường này đấy, hướng về cái công trình thế kỷ này đấy, để coi như là cùng cộng tác với bà con trong giáo xứ, là được sự nỗ lực của tất cả anh em trong các giáo xứ lân cận. Đấy, xin báo cáo. Không.
Thiên Chúa muôn đời cao đầy. Tình Chúa ơi cao như trời vươn lớn ngàn sao, thương con tình khắp máu đào, thương con tình chan hòa. Tình Chúa dâng cao như ngàn con sông biển đông, vẫn mênh mông tràn ngập vô bờ. Tình con biết bao lần phải chan hòa.